Tủa mới lành không? Thôi. Không tủa đâu, bỏ cái cổ ra thôi. Thôi đi nhờ, anh đi. Chính đi với anh được mà. Ờ, để xe đây. Mày đi xe của chú đi, mày lấy xăng ở đâu mà giả. Xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay thì theo kế hoạch thì anh em mình sẽ lên đây để đi vào nhà của ông em Sính Trơ ấy, ông Mặt ấy, để nói chuyện và chốt cái miếng đất. Hôm nọ thì video phát sóng thì mọi người cũng góp ý rất là nhiều. Cái miếng đất ở 20 triệu ấy, ở ngay cái đầu đường ấy. Tuy nhiên thì cái miếng đất đấy hiện tại thì vẫn đang chờ trưởng thôn của hai xóm để xác nhận lại là không có sự tranh chấp và thống nhất từ con trai hết rồi thì anh em mình mới quyết định. Còn là hôm nay thì anh em mình vẫn lên trên này để thực hiện trao đổi với ông của Sính Trơ về cái miếng đất đấy xem như thế nào. Đấy, anh em mình thì đã dặn em Sính Trơ là chuẩn bị một con gà người Mông, gà bản đấy. Anh em mình giả tiền để lên làm cơm ăn với ông xem như thế nào. Đó. Tuy nhiên thì nghe em Sính Trơ nói qua một chút là tình hình không mấy khả quan. Còn thực tế thì tại sao anh em mình vẫn quyết là chốt cái miếng đất của ông nhà Sính Trơ? Bởi vì là về diện tích thì nói nó rộng hơn rất là nhiều. Nó rơi vào khoảng gần 20 mét mặt đường. Sâu thì sâu được khoảng 7-8 mét. Đấy. Ai là? Mặc quần như thế thôi à? Các bác bảo anh hiệp quần đùi rồi, rồi lại xính quần đùi nữa à? Này, cầm cái mic đi. Thế tình hình nào, chuẩn bị gà qué chưa? Gà các kiểu ấy. Ờ. Cũng ở nhà cũng được rồi. Ờ. Thế bây giờ lên nói chuyện với ông luôn hay như nào? Bây giờ lên nói chuyện với ông, xong rồi tí nữa có gì em khắc xuống lấy các kiểu. Ừ. Anh em mình sẽ chuẩn bị một con gà để lên nói chuyện thôi. Thế còn cái gì nhỉ? Sáng nay anh bảo thì em bảo như nào? Ý là như nào? Sáng nay thì hôm qua em cũng đi bảo ông rồi, nhưng mà tình hình thế nào? Em chào anh Tuyện. Tình hình là em đi bảo ông rồi, nhưng mà ông có ông hơi say rượu cho nên nó không gió mấy, vì nó không thuận mấy thì nếu anh lên, nếu các anh lên rồi thì anh em mình cùng nhau đi xe công, ông có đồng ý như nào không? Em thì em cũng chưa biết nữa. Ok. Thế thì đi thôi nhỉ. Bây giờ cứ phải lên gặp trực tiếp ông xem như nào đã mới biết được mọi người ạ. Vì là như em Sớ nói ấy, thì hôm qua ông là bị gọi là có tí rượu. Ông về được mấy hôm rồi? Hình như hôm qua mới về. Ý là ông muốn đổi ý hay là bà muốn đổi ý hay là như nào? Dạ không ạ. Dạ. Thế đi, anh em mình lên xem như nào nhỉ? Đúng à? Hả? Ui giời ơi, bảo bắt con gà trống được mà. Con này bao tiền? Thì cân lên là biết. Anh dặn lấy là anh phải trả tiền, nhưng mà không lấy thì làm sao mà anh dám lấy. Này nó mượn xe của anh. Xe của chú. Chú bên cạnh. Bây giờ chú là các em đi làm hết rồi. Hỏi vợ cầm con gà. Ôi, sao đi đường đấy? Xe máy vào đến nhà đúng không? Ở đây có đường. Mùa này thì bà con bận làm nương, đâm ra là cứ phải hẹn trước mọi người. Hóa ra đây có đường.
Ôi, cố lên. Ôi, ôi. Tí toàn. Anh ngồi còn nhá. Ok, rồi. Ôi giời. Con gà nặng quá thôi. Tự nhiên đang để trứng rồi. Chỗ này đi lại khó lắm nhỉ. Cái này là lối trâu đi thôi. Ừ. Úi dồi ôi, quan tài vất nguyên ngưỡng thế này. Đồ cổ đây này anh. Cái đấy chiếc cọc của ông ấy. Đây nhìn thấy đấy luôn rồi nhỉ. Nhà ông có trâu bò nhiều đấy. Đây là của cái mảnh đất mà của cả hai nhà ông ấy thế này. Chó không đấy? Thế lại tu ma đớp cho một phát thì. Gọi điện xem. À, nhà ông cũng được đấy nhỉ. Nhà ông đây à? Đưa số điện thoại này. Có mà, anh lưu mà. Đây là ngay bên trên chỗ quốc đây đúng không? Đó. Bên này cũng mấy cái nhà, chỗ này mấy cái nhà cả. Cái này cũng là ông mà. À, cái này bên này của ông ấy nhỉ? Đó, còn bên này là của chú ấy. Đây gà độ này của chú ấy. Chào con. Anh em mình đang có mặt tại nhà của bạn ông rồi, ông của Trơ. Anh em mình gọi bằng chú thôi. Tuy nhiên thì hôm qua có hẹn không đấy? Dạ, cũng có nhưng mà... Nhưng mà chắc bà đi làm nương rồi. Ở trên này thì làm để làm được cái nhà trên này thì vận chuyển vật liệu lên đây. Vâng, chú à? Vâng. Cháu chào chú nhá. Vâng. Cháu là Hiệp mà hôm nọ nói chuyện với chú về cái miếng đất mà cho cháu chơi ấy. Chú đang làm ở trên này, chú chưa ra đâu. À, chú chưa về à? Ở chưa? À, sáng nay chú mới lên à hay là hôm qua lên rồi? Sáng nay chú mới đi. Vâng, thế bà không ở nhà nhỉ? Bà nó lại đi cắt cỏ trâu thôi. À, thế tình hình thì hôm nọ cháu cũng trao đổi qua rồi đấy, thì chú nói với thím ở trong nhà là như nào rồi ạ? Vâng, thím bảo là nó cứ đồng ý thôi, nhưng mà nó hôm qua đây đưa nó về, nó bảo là nó đưa cho mấy triệu thì thằng chú nó bảo là nó không bán. Thế thì khoảng bao nhiêu ạ? Nó bảo là chưa, cái đấy là nó, nhưng mà nó cháu giả bao nhiêu ấy. À, thì tinh thần là hôm nọ cháu chơ bảo là ông cho, không lấy đồng nào. Thì các cháu mới đến xem đất và các cháu mới thảo luận với chơ là, thì bây giờ tinh thần là ông bảo cho thì chắc chắn là bọn cháu cũng không lấy không. Bọn cháu lên, nếu mà ông mà tạo điều kiện cho được chơ ấy, thì bọn cháu cũng sẽ linh động theo cái mong muốn của gia đình thôi. Chứ bọn cháu cũng không phải là chủ động là đi mua. Đúng rồi. Vâng. Thì chắc là chú với cả thím là cũng thống nhất một cái giá rồi, chứ chú cứ nói cho cháu tham khảo để cháu cân nhắc và xem là cái số cái tiền nó, vàng. Vâng, nó bảo là hôm qua nó bảo là tí thì nó cho thêm một tí nữa thì nó cũng bảo là cũng làm thôi, nhưng mà nó bảo là thêm một tí nữa. Vâng, thêm một tí thì rồi, thế thì chắc là khoảng 15 triệu hả chú? 15 thì nếu mà họ bà thế nào nó cũng nghĩ thì 15 thế này cũng được không ạ? Vâng, thế thì tí nữa cháu nói chuyện với thím xem thế nào, hiện tại thì thím không ở nhà. Nhưng mà chú ơi, cháu hỏi tí cái diện tích ấy thì là hết cái thửa trồng cải đấy hay là mấy mét ạ? Không, cái này là chỉ đó, cái nhà mấy mét thì cái nhà kia là nó là mấy mét nhỉ?
Cháu làm thì chắc là khoảng 12 mét cả cái nhà vệ sinh, nhà bếp nữa là khoảng 12 mét quay về quay đầu. Chắc là 12 mét thì được. Vâng, còn chuồng trại thì chưa tính nhà. Chuồng trại thì cái này là chuồng trại nó thì nhà nó khác vệ sinh thì bà cũng nó cho là nó vẫn thế mà. Vâng, vâng, đấy, vâng. Thì tinh thần là như thế, để chốc cháu nói chuyện với thím xem thế nào. Vâng, vâng. Nhà nó khác chị thực tế thì nó cho mà, nó bảo thế mà. Vâng, vâng. Cái đấy là do mẹ của chơi với chơi thôi. Còn bọn cháu thì góc độ kêu gọi giúp thì chỉ hoàn thiện cái chỗ ở thôi. Vâng. Chỉ có thế thôi. Vâng, vâng. Đấy, bao giờ chú về nhỉ? Chú á? Vâng. Chú và hôm nay nó đi xây một tí thì xây được 2 ngày đấy này chú về mà. Vâng, vâng. Đấy, thì lúc nào về thì cháu sẽ xếp thời gian lại lên nói chuyện với chú tí. Vâng, vâng. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng. Cháu chào chú nhé. Nhưng mà từ đấy về có sao nhỉ? Rồi thì cứ nói chuyện với thím xem thế nào đã. Vì từ đấy về cũng 30 phút thì mình nấu cơm xong là về là vừa. Đấy, bắt đầu là thấy như quý khán giả nghe video thì có thể biết là ông của Sính thì cũng thoải mái thôi. Cũng rất là song sanh và thậm chí là cũng chả lấy tiền đâu. Nhưng mà ở góc độ gì thì nói anh em mình cũng là người chắc chắn là phải biết điều đã. Bởi vì gia đình đã cho thì mình cũng sẽ linh động. Tuy nhiên thì nếu mà cao quá thì sẽ phải cân đối một tí. Trường hợp mà nó rơi vào cái bí, ví dụ là giá tiền nó cao quá thì sẽ phải cân đối lại. Thì so sánh với các cái mảnh khác thì... Tại vì là cũng tham khảo chỗ máy múc rồi. Thì thằng cháu chính xác là nó cũng bảo là khoảng 10 cho đến 10, hơn 10 một tí, linh động hơn 10 một tí. Bởi vì là mình chưa có cái số đo cụ thể thì cháu nó sẽ múc cho mình với giá là min là 10 triệu rồi. Mắc thì chắc là cũng cỡ linh động thôi, là 1-2 chuyến xe gì đó. Thì nếu mà cộng cả tiền múc và tiền đất vào 30 triệu, nó sẽ ngưỡng là khoảng 25 đến 30. Thì sẽ xem xét, còn không thì sẽ lại phải gọi một lần nữa, chính xác là gọi trưởng thôn hai xóm, rồi là chủ của hai miếng đất đấy, là chủ mới và chủ cũ, để ngồi lại và thống nhất cái biên bản. Sau đó thì đến bắt đầu mới làm việc với anh em Tam Giác Mạch tiếp. Đấy, còn không thì anh em mình cũng không dám mà tự ý mua một cái miếng đất không rõ ràng, để đến lúc là thanh niên này đến ở mà người ta cũng gây khó dễ suốt thì sẽ rất là phức tạp. Và đã là liên quan đến nhà ở thì trong quá trình thi công rất là quan trọng. Trong quá trình thi công mà cứ có người gây sự hay là có những cái việc làm không tốt thì sau này ở nó cũng không được lành. Đấy. Kể cả trong cái thời gian mà đã thi công xong rồi, trong cái thời gian sinh hoạt ăn ở thì nó cũng sẽ có vấn đề. Bây giờ có số của bà không, gọi bà đi. Dạ, em không có. Ôi giời ơi, bà mình em lại không có số à? Thế thì biết chờ đến bao giờ? Ở đây thì nhìn thấy luôn cái chỗ hạ đất rồi mọi người. Vèo một tí là xuống đến rồi. Ở đây mà không cẩn thận là mưa phát là nó còn trôi hết cái phân chuồng các thứ xuống hết. Phân rác. Đó là như vậy. Thì vẫn phải đợi bà một chút. Bà đang đi lấy cỏ trâu nên là anh em mình sẽ nán lại một chút. Ông thì cũng gọi là ủy quyền cho bà rồi. Bà thống nhất là ông cũng sẽ thống nhất thôi. Thế nên là không khó khăn lắm. Ông thì luôn luôn muốn giúp thằng cháu rồi. Còn bà thì góc độ bà thì bao giờ cũng thế. Người phụ nữ của gia đình mà, người ta cũng sẽ có những cái khó riêng của người ta. Đó. Anh em mình thì cũng không đến với quan điểm và không đến với cái tinh thần là lấy không đâu. Mà đến vẫn phải tiền bạc phân minh và đấy, tình cảm nó cũng phải rõ ràng. Cái này bên này là của ai? Cái chuồng này, cái nhà này, này. Đất này này. Cái nhà đất này này. Nhà này trước cái của ông, không phải của ông này. Ông có hai nhà luôn à? Vì ông của bọn em là con, lấy vợ là có con rồi thì cũng phải làm nhà dí này. Ai chả thế. Nhà ông cũng điều kiện đấy mọi người ạ. Bởi vì là hai trâu này, bên kia là hai trâu bốn bò. Không, cái kia là của ông bên này. Đây là của ông em đúng không? Đây. Đây mới của ông đó. Ông có hai con trâu à? Hai châu. Ừ, rộng rãi đấy. Nhà thì khét lẹt rồi. Đổ kinh khủng luôn.
to đùng. Nhưng mà đường đi khó quá nhỉ. Xe máy gần như là không có biết xe máy nào về đây. Đây thì không. Một ông xuẩn. Xuẩn ông rừng nó phải như thế này mọi người này. Đấy. Cái này mỗi lần vắt là được 2 lít nhỉ? Hả? À. Bảo bà đi, bảo em cầm lên đi, bảo bà đi. Em cần lại cầm, em phải hu. Đây, nên giả. Nó lại tê lò là. Một cho bắc cư là. À. À. Nông đi, tôi hay tôi là xua. Ý mới chỉ à, ua, có lúc qua trên này. Chỉ chưa dành là. Chỉ dành mua là. Chỉ dành mà dân chỉ tao nè. Chỉ xe là nè. Chỉ tao là nè. Dành mà tôi hỏi có hỏi nó mà lo chồng mà chỉ quê dành. Nhìn nó lo từ lúc nó lo từ thứ hai cô là con mùa xưa luôn. Cho nên mùa hắn tao. Dạ. Từ hôm hôm nay mà từ. Từ. Từ chỉ mùa này cô chỉ mùa ngày gì chó mà cô chỉ. Cứ tích chỉ dành tôi cũng bao tích khơi và cứ tích chỉ chơi dành mà không nó này chỉ mua đã chỉ không nó chỉ thò là không tầm mà rong hay rong như là rong nó có liên là rong cứ xỉ rong và liên mà qua biên bản ta mà qua biên bản ta mà cho nên là ta luôn ta không mà lấy liên được đâu hôm nay mà khó xả cho nên mà tôi xin chơi 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 chơi. Thế mà ở Nghệ An bảo là 110 100 tùy tùy giờ tụi bò ý giả mà tùy giá nhau tùa tùy giờ tùy xả nhau. Ui ui. Thế mà lên TV là cụ ở Nghệ An 110 tuổi là to lắm ở đây đây, 110 của 2023 này này. 110 tuổi rồi. Cụ cụ ôi ôi tụi bò lâu hay không? Tụi bò lâu hay không? Cho cô ít tuổi giúp với anh. Ừ. Ai da. Lên ghế cho bà đi. Bà Lê mà ua chào ua. Bà của Xính thì cũng rất là hòa đồng thôi, cũng rất là niềm nở thôi. Tuy nhiên thì đây là giới thiệu mọi người, đây là bà của Xính đây. Đấy, còn trong giấy khen thì là bà cụ. Đấy. 110 tuổi rồi, bà cụ đang ngủ. Thì anh em mình cũng vừa mới trao đổi bằng tiếng Mông qua qua thì bà là bà không muốn bán lắm bởi vì là trước ông bán cái miếng dưới này là lỗ rồi. Thì bây giờ Xính nói chuyện với bà xem tình hình thì không phải là bọn anh mua mà là bọn anh kêu gọi từ các nhà hảo tâm thì cô chú anh chị giúp em. Thì bây giờ là ông bà là thương em thì tạo điều kiện đấy như thế thôi, em nói với bà như thế. Chứ không phải là mua. Bây giờ nói mới từ mua thì cái giá nó sẽ không phải là như anh em mình thống nhất từ đầu, em dính hiểu không? Dính từ đó. Đó. Trời ơi, trời ơi, ngon tư. Trời ơi, ta thôi nên bố với khó với mẹ anh hả? À, nhìn đi mà bố tôi xính vô chế chứ chỉ rõ với tôi vô á, nhớ đi. Chị hay rúa mà gọi là bố được xính chứ. Bây tùa mà gọi là mua im chỉ gọi là ôn đỡ ý trả ôn đỡ mà bố ý khó hay nên lịch sư. Giờ bố tùa mình tu là chế rú. Mà giờ họ tùy quê thì họ có giải quyết rồi nó có ác chỉ tư rộng tạo của tư chỉ chế dẫn là nè. À, cho nên bọn tàu lẻ là nào? Ừ, cái lẻ đó thấu cũng thế, nó chạy cầu bọn nó khá cầu trổ đâu. Ừ, khá cầu trổ là nào? Cầu trổ là đâu. Bọn lì mà thả lâu cổng tu trên giả hay hắn tàu trổ mà phải bố tù mình tu ní. Chỉ tàu thả mà. Thả mà tu trên giả hay đi. Cú nhau chạy khơi mà xích cú. Tu trên giả mua rõ, tu trên giả chỉ bó ác chi. Tu hãy tu hưu tảnh, tu thả tảnh cổng trên giả hay mà
Ơ nhàn giờ có hồ ly trà mà xì ly trà đó. À mà này cùng một cô giờ sẽ cho có ít đồ gì mà xì cô. Có hồ ly trà mà xì cô cũng là cô chỉ bao thả. Chắc cô vừa chồng cô chỉ ba con mà cô thấy hai chị không có. Mà nhà đấy. Nhân giờ tao chít cho xong mà. Tao mà. Bây giờ lo. Chít cho bé. Ú. Lo chào. Lo chào xong. Lo chào xong rồi nó cho quý tử rồi. Và tụi à, ô tụi mình thầy mà vô mấy tụi mà vô rồi trong cuộc sống nhiều lâu là cũng thấy chị tao là. Mấy tụi mà. Chỉ mua tụi là. Mà chỉ mua tụi tôi nè. Chỉ mà tụi tôi mà ở trên đó, tụi có tụi tôi tạo ra thì giờ tụi mà xì, giờ cũng khử cũng mà xì, cũng hại cũng là như chỉ bao là đâu hả? Hoa lim mà tụi chơi lo nhớ hoa lim mà tụi chơi dù và tụi tôi xả làm. Ô lần nào chỉ dù. À chỉ dù à lão 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 ổn lão xí luôn. Dù ấy tụi bà dù. Lão lão mà lão ổn lão xí. Dù ấy tụi bà dù chỉ mà tụi mình nhỏ khử khử hả mà, nếu chỉ một người mà mình ít tụi sẽ khử khử rồi, chỉ bao quá chỉ. Hát nhung chung, Hãy lưu xe ra mùa 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 lúc tao tụt bò quan tâm ấy là hay ít bùa nó tôi chỉ mua nó không được cho liền mà là bùa liền là khách ít bùa nó lại là chẳng thể nó lại cái tuổi nhà từ kỷ rồi cái chỉ mua sát sai chứ nhau nó có thể ai và cái tuổi mà những lời cho lại gọi là tôi thật tình giờ cũng khó tiền thật tội là cũng khó sĩ nhá giờ thì này cả ba này sau đấy ba plot chồng mà quê dậy lúc của chơi cậu chị thì chỉ tao plot chồng mà chỉ mua thì nó cũng dậy lên rồi xong ấy rồi quá chỉ tiếc xong rồi cô chồng mắt to mà cũng no luôn chỉ thứ cô tiếc chỉ đây đánh đông cái no luôn chỉ thứ rồi xong ấy cô xì rồi tức là bà hiện tại bây giờ là bà đang nói là 40 triệu các bác ạ. 40 triệu một tức là đủ làm nhà và đủ làm một thổ đấy. Làm bếp. Tầm 12 mét. Tính 12 mét cái chiều mặt đường. Cũng không đấy là không giống với trước đây rồi. Trước đây thống nhất là mình cũng định mức là khoảng 10 đến 15 triệu quay về thôi. Đấy là mình định mức trước. Mình đến bây giờ đi xác thực thì không còn là như vậy nữa. Thế cho nên là anh em sẽ phải cân đối lại. Tính toán lại. Cái này thì là thật ra thì cũng không phải là anh em mình đến trao đổi mà là trao đổi trước thì tinh thần là ông cũng cho thì tuy nhiên thì ông lại ủy quyền cho bà ở nhà là bà thì cái thửa ruộng đấy ấy, bây giờ bà là, thứ nhất là lý do là bà đã đào thành ruộng và hết 10 triệu rồi, thứ hai là bây giờ đã thành ruộng trồng rồi, trồng cỏ cũng rất tốt mà trồng rau cũng rất là tốt nên bà tiếc, thứ ba là bây giờ là nó là mặt đường mấy nữa là họ đổi bê tông thì ở ngay chỗ xưởng gỗ đấy là họ đã bán 100 triệu rồi là một thổ làm nhà rồi thì bây giờ bà cũng muốn là phải được 40 triệu bà mới đồng ý bán. Tóm lại là giá là từng đấy thôi, còn cách nói chuyện của bà thì mọi người có thể thấy là bà cũng chẳng muốn bán đâu, bởi vì là nó là một cái thửa đất đẹp đấy. Cũng theo như cái dự định ban đầu của anh em mình lên ấy thì là không phải lên mua, đây là lên xin. Lên xin từ đầu là lên xin thôi, bởi vì như em chính đã chia sẻ trước đó thì em chính là ông cho chứ không phải là ông bán đấy. Thì hôm nay lên thì bà lại đổi ý. Trước kia không biết nào, em trước chính kia thì nói chuyện ông thôi mà chưa nói chuyện bà. Tức là nói chuyện với ông thì ông bảo cho đúng không? Tôi nghe là ông là thương bà thì cũng thương thôi, nhưng mà bây giờ bà ông ấy anh em mình tâm sự cái đoạn nói chuyện tiếng Mông thì quý khán giả có thể là
không nắm được, và anh em mình cũng không thể chạy phủ đề được bởi vì dịch cũng kém. Tuy nhiên thì nói sẽ qua là anh em mình tâm sự về tuổi tác của thím này. Thứ hai là cũng nói thím cũng chia sẻ là bây giờ là cũng nhiều bò, nhiều trâu hai bò. Thì bà cụ cũng già rồi, thì một mình thím cũng không đi làm đâu được, thì cũng sẽ nó sẽ liên quan đến cái giá mà anh em mình, mà bà nói với anh em mình. Và thứ hai nữa là bây giờ là không có con gái, không có con trai thì mọi thứ là nó cũng rất là khó khăn, nó là như thế. Thì anh em mình mới nói vui là bây giờ là sinh chơ mà ở đây thì sau này sinh chơ thì chắc chắn ở góc độ là con cháu trong nhà cũng sẽ là một cái gì đấy để phụng dưỡng hay là chăm sóc cho chú thím. Tuy nhiên thì cũng rất là cảm ơn là chú thím đã thẳng thắn chia sẻ về cái câu chuyện để anh em mình biết là anh em mình sẽ cân nhối. Còn chú thì chú sẽ thím đã nói thế thì chắc là chú cũng sẽ không đổi ý rồi, vì là đã nói chuyện với nhau trước rồi là tôi giao cho bà, thì bây giờ bà đã quyết rồi thì tôi cũng chắc là cũng không thể nào thuyết phục bà được. Mà cái giá thì bà đã nói như thế thì chắc là cũng sẽ là như thế, bởi vì phân tích ra thứ nhất là đất, giá đất, thứ hai là cái giá mà đã đào thành ruộng rồi, bây giờ đào 10 triệu rồi, bây giờ anh em mình đào thì cũng vừa gọi thằng cháu rồi thì thằng cháu nó cũng báo là ít nó cũng vậy, thì thêm 10 triệu tiền đào nữa là thành 20 triệu tiền đào, là để có 12 mét nó sát mặt đường. Mặt đường sau này sẽ đổ bê tông ấy, sau này thôi. Thứ ba là diện tích thì nó không phải như lúc trước em mình nói là dài hết thửa ruộng mà chỉ được khoảng 12 mét thôi. 12 mét mặt đường, sâu thì được khoảng 6-7 mét, 8 mét gì đấy. Đấy. Đấy là mình chưa san, nếu mà lúc san xuống rồi mình sẽ phải làm thành giật cấp nữa. Giật cấp nữa thì mới ở được. Bớt đi khoảng 2 mét. Và mình cũng phải cách mặt đường khoảng 1,5 mét, 2 mét nữa. Rồi sau này họ làm đường họ sẽ sửa và sẽ đấy. Thế bây giờ cơ bản cái đất này là bây giờ nó đang bị chi phối bởi cái con đường. Đó là đang có dự án từ đường bê tông từ ủy ban xã về đây, cho nên là cái đất nó đang bị đội giá các bác ạ. Đội giá từ ảnh hưởng từ bên kia sang, nên là bà con nghe là có một mảnh đất là 100 triệu, cho nên là ở đây bà cũng là như chỗ chú Sường Mộc ấy nhỉ. Chắc là chỗ em hỏi cái thằng con mà đang đi Trung Quốc đấy. Tâm ra là bà vừa nói trước xính với anh quay một tập đấy là bảo 100 triệu thì thôi, thì tinh thần như thế thì em cũng trao đổi với bà hôm nay là có con gà lên thì cho chú, cho ông với bà, để ông với bà là ăn nhá. Như thế để bà... là mình đi thì từ đầu là xác định là đi xin đất chứ không phải đi mua đất. Đi xin đất và tinh thần là chú ở nhà thì kể cả được hay không được, chốt hay không chốt thì vẫn sẽ nấu cơm cùng với gia đình ăn. Nhưng bây giờ chú đi làm thuê rồi thì tạm thời là cứ để cho ông bà ăn thì ăn, còn nếu mà ông bà mà không ăn mà hôm nào ông bà thịt mời anh em mình thì anh mình lên, còn không thì coi như là mình cũng đến thăm gia đình thôi, không vấn đề gì cả, đúng không? Đấy, thì em có chia sẻ gì với bà không hay là có nói chuyện gì không? Còn như bọn anh bây giờ nghe được câu chuyện như thế thì chắc là bọn anh cũng có cái phương án của bọn anh rồi. Nói chung là với cái giá đấy gì nữa rồi. Em chẳng em nói cho em không biết nói gì nữa rồi. Hay là gọi điện cho chú cơ xem sao nhỉ. Nói chung là cũng hơi thất vọng, mà cũng hơi buồn. Và lên mà hô tảnh tô trên giờ hô ít có sách của anh em thì sẽ là làm cái xịn của ngay dưới này. Thử gọi cho chú nhé. Để tiện đường xá, thế lại là tiện đi lại. Nhưng mà sau bà chia sẻ thì bà đã nói rất là rõ rồi. Với cái giá tiền đó thì thực sự mà nói thì không thể mua được. Bà cũng không thể làm được chứ ạ. Bây giờ 40 triệu, sau đó mình sang đất. Vâng, chú ạ. Chú ơi, cháu đang ngồi nói chuyện với thím xong thì mấy anh em cũng đang ngồi đây thì thím cũng đưa ra cái giá rồi là 40 triệu. Thì mới bán với vàng thì chắc là đấy, thì chú thím nói như thế rồi thì chú có gì chia sẻ với bọn cháu không? Thế này thì cứ đưa cho nó 20 triệu đi. Thế thôi. Vâng, cháu cảm ơn chú nhé. Thì có gì chú cháu mình nói chuyện tiếp. Vâng, chào chú nhé.
tôi trên giờ hay là hay chưa hay là cỏ chó tôi trên giờ hay ly pu pu po là cỏ chó nhìn đi hay nhớ đi cô hay tôi xin mà tôi giỏi tôi tu giờ pa này sư thấy mà xin hay là giờ pu nhớ đi xin chỉ tranh này làm cái tôi vua lại lúa rồi nó đã khai vào phúc không mà chỉ tranh mà la thế thế vô là mà hết mùa luôn từ từ vô bên chỉ thó là mà bên chỉ thó thì sản thế là phu tu sinh mình gì này tôi giỏi để tu học rồi tu nó chế chứ nó chế chứ là hơn hay phu này chứ rồi xóa đi chà mà ba này mình gì ba này uống nước chế nho sao nho đi mà tu rồi thọ lên lầu tôi mà mới từ tu nho đi mà tôi dùng hư mà xả là xả nó lý sơ chỉ xả dưới chia rồi nhìn nên mà chia mà con tàu đi dùng tà thôi sao à từ giờ mà sinh mù qua lý thế mà cho tụt bò cứ cứ ấy rồi rong rong bùa rồi rong rong nhiều tụt bò cứ cứ ấy tụt bò sa thì dê mà tụt bò sa thì nho tụt bò thì chốn lạ ý nó tê rồi mà tụt bò ô rong rong nhiều ha chẳng cho bùa thế cứ mà từ từ cứ từ từ đi giả pe từ pe đi giả cho mình tu từ nhiều mùa hoa lửa từ cứ hoa hoa lửa trời mình gì mông trung mình gì mà ua dung mình gì bỏ mấy tù mà cứ đi à mấy tù mà từ trâu tành tụp bỏ hết lọt rồi chê cái lọ mò thế mà tụp bỏ là lọ tôi chỉ tống no tụp bỏ là lọ tôi chỉ nằm mò rồi thế mà hai chỉ nằm mò rồi từ từ chín giờ hai nhất đi mà ua xem đấy thế xả thế là tao pu ba xính tao gì tao giờ khó mà bây giờ chưa hay chia mà chia rồi nó đi ba bây tua tua ba ô chế bao chế ba thả lù tê chứ tôi chỉ rồi bây khó chia mà nhìn đi mà gió gió á bu tu xính mà tao hay là mà chỉ cháu ô chế là mà chỉ ô chế tao còn chỉ thả bó chứ ok giờ giờ cái cho vừa mình gì mà cô tôi là sĩ bệnh tại phố từ tôi giờ trời trời nghe rồi thôi lên xong anh lại có cứu sĩ cơ cứu sĩ mà từ từ già đâu bé tôi nho nên mà á mà từ từ đi già chứ do mùa mà từ từ cứ cứu sĩ từ từ đi già nho nho à chơi chơi cây mà nho nho là muốn một tàu mà dù cứu sĩ là gì chỉ xả chết đâu nhìn lên coi chỉ xả chết đâu nhìn lên mà xả cứ tì chứ đâu giờ cứ đi giờ sải chia giờ 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 khô mà xe vật lau này dây dây cây mà nó mà cuột chỏ chín mùa luôn la hà lu à lu đã la hải ít chỉ đó ít chỉ là giờ bắt chỏ chỏ nó giờ ô giờ này hải kỹ nhau đi ô giờ này giống mông tí lắm là hai hai như đi đấy chỉ tâm một từ từ chỗ này chỉ tâm một từ từ chỗ mà hai hai như đi chứ thảo từ mua mông dúa tao khó chơi khó là mà xả kia lọ nhìn mình chỉ mua từ từ cái dúa này bê cho ai nhân đã mua ta hai chỉ giàu khó mà thế à nhau sau này quá gì lọ giờ mua mua hậu lửa tê mà chứ quý lúc chế nhau thôi lọ cũng mà khó ăn được trồng tạm cũng thích chỉ mấy khó là dùng u không mà xính mà xả như đi mà tôi yêu cầu có chỉ sư mà chỉ tá đâu mà có chỉ cái chỉ ít chỗ sư mà ít tuổi bảy ít tuổi mà đây giờ phò giờ giờ ba cho tu cho mi nhổ ô chế thà lo với tuổi sư dùng thà lo giờ khoi nếu chỉ dùng á chỉ mà bu đau thì bu giờ khoi rồi dùng lại cứ 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 xỉ xí vất chả ủa vất chả thả lu à ta lu rồi có hai ly trà thế là nè xá ly trà cô tao tôi xính tôi lúc chế tôi lúc chế mày mè nhá nhưng mà chập ba chỉ tao mà chứ chỉ bao hai ly trà thấy khó chưa đấy anh cũng chỉ biết nói như thế thôi xính ạ đấy, tên đang giải thích cho bà là tức là bây giờ là không phải mua tức là xính từ đầu thì ban đầu thì cũng đang tính dự tính lên đây là xin đâu mà thôi nhưng với điều kiện là anh em tuyên với hiệp lên là vẫn muốn là trao đổi với ông gia đình và muốn trao cho gia đình một chút ít kinh phí để mà
và là bù đắp một phần nào đấy thôi. Nhưng mà nói với bà là bây giờ với hai cái kết hợp lại với nhau, tức là vừa xin vừa mua, vừa bán vừa cho. Đấy, vừa bán vừa cho. Nhưng mà bà đang bảo là 40 triệu thì cái giá đấy thì sẽ, nếu mà cố gắng bán thì mình chỉ mua được 20 triệu thôi. 40 triệu thì bây giờ 20 triệu là tiền đào nữa là 30 rồi. Đấy. Thì chắc chắn là anh em mình sẽ mua miếng 20 không phải làm gì. Đúng. Bởi vì là một khi đã dùng tiền của các cô chú anh chị thì anh em mình sẽ trừ làm sao để nó thiệt hại ít nhất, thì anh em mình sẽ chọn phương án đấy. Chứ không phải là mình tất nhiên là miếng nào nó cũng ngon, miếng nào nó cũng thuận tiện hết. Và không có lý do gì để anh em mình mua cái miếng rẻ hơn, à đắt hơn cả. Đấy, hiểu chưa? Thôi thì nhờ bà đã nói thế rồi thì anh em mình xin phép anh em mình về thôi. Nhỉ? Yeah. Chắc có lẽ là như vậy thôi. Ừ. Bây giờ... Hay Liêm mà xả nó. Nhận ra lắm. Hay Liêm mà tu một chế lâu. Thì bác hay lâu. Thì nhớ nhau thì nên chỉ ca mua nền gạo chứ đúng. Chứ chừng giờ hay Liêm. Hay như này bỏ. Pê chỉ cá mua. Pê mà chỉ cá mua. Yeah. Hay mà hay khó như này. Tôi giờ tôi tính tôi xính tuột à tôi thò chứ thò chứ thò chứ mà bé bún mình cậu trò khó mà giờ dục vui dục mùa chứ đó bún tôi nho chứ giờ khó mà chỉ bò chỉ bún tao mà bé bao hải sản chế chứ đâu nhà này mà đây à chỉ giờ khai mà khai vào tàu khai vào tàu nó bé rúa là mà bé khai mà xí bé lọ mà chay à chay khớp khớp tỷ bộ hậu tức mình nhìn cháy ạ. Ồ, chị. Tỷ bộ hậu mà thầu lấy ô kế lấy tức. Thế hả lì mà không hay cho chưa mình chỉ lấy lúc còn chưa hậu, chưa mình về chưa đôi lúc chế, lúc còn chế lấy khác hậu. Ồ xưa mình chỉ thầu lấy ô kế tôi mà lấy múc kế, ồ xưa mình chỉ mà bê ô chế lại cày luôn là mà chỉ dùng là lọc. Đó. Thế mà từ tính dạng này tôi sẽ hẳn với em mà chỉ mua chỉ chăng chỉ theo mà chỉ to nên rồi chỉ nhà đi tới chỉ thật to nên thì tôi chỉ ít từ chỉ ít từ này tôi nhìn sao được coi em hay lý thì rồi nhất là tôi chỉ từ chỗ ít từ tôi chỉ ra ít từ hái từ ạ những gì mà chỉ hay mùa tôi chỉ hay dùng mùa gió ác hoặc hay pu sư hay pu sư có chuyện mình có chói mà hay pu pu chia hay pu á hay như lấy xin chỉ là dúa họ dúa mà chỉ dùng là lọ ít chế thôi ít tụt tu ít tụt bỏ chứ mà hay dúa mà chỉ dùng là nhưng thì mà chọn tụt tu thì chỉ to mà giờ thì từ chỉ là hà lê mà xin để được chốt 20 triệu ôi lên mà dình khó mà giờ hai lý rồi mà mấy trả chỉ tụt bỏ ra chỉ dùng mà chả tụt tu thôi chỉ to thì biết đi do đó nhưng mà do bỏ chỉ bố mà chỉ bỏ u có tưởng là u tỏ lúc chế nhưng mà đây không là mà u chỉ tao là tụt bỏ tới sai tụt bỏ tới sai rồi giờ chia tụt tu mà tụt bỏ chỉ dùng theo do đó nhìn nó là do qua dây kê tức là tụt bỏ chỉ dùng theo bây giờ xính tua nho ni tôi dễ bỏ hết mà mua ai chưa hậu lượng mà hồi tôi xính là ba tăng dùng vậy nhưng mà hiện tại tôi tin rằng cái dịch qua buông bỏ mà gì trả thừa mình thế gì tao ăn được này quấy đu trù nữ nhé mà gì trả đấy bà nhất trí với cái số tiền là 20 triệu. Tức là bây giờ là không phải mua, vẫn gọi là mua. Nhưng mà là vừa mua vừa bán. Vừa mua vừa xin. Đấy, là 20 triệu thì thế. Đấy là về lại đi. Bây giờ là cho và cho với giá 20 triệu. Đấy. Thực ra thì nó cũng không phải là quá đắt. Nhưng mà cũng không phải quá rẻ. Nó thực sự mà xét thì là như vậy. Tinh thần thì là như thế đi. Còn... bây giờ em sẽ phải hẹn cho anh một cái buổi là cả ông với bà ở nhà hết. Xong đo. Là bọn anh lên. Lên xong đo. Là đo đến đâu, từ đâu đến đâu đàng hoàng. Và thống nhất bây giờ nói là đã là liên quan đến tiền và đã liên quan đến là cho vĩnh viễn ấy, thì mình phải chốt. Chốt là bao nhiêu mét và như thế nào, cụ thể như thế nào. Có giấy tờ để làm minh chứng. Chứ còn không bị vướng mắc. Có thể là bây giờ mình nói ok giá đấy đào đi xong rồi
dựng nhà lên mấy nữa, chỉ cần sang khoảng 2 nhát cuốc thôi. Thì lúc đấy nó, bởi vì càng sau này đất càng có giá thì lúc đấy nó khác lắm, nó không như bây giờ. Bây này là hiểu chưa? Bà con nữa, lối xóm người ta bơm lên nữa. Người ta bơm chứ, nhiều người bơm chứ, bây giờ bán một mảnh đất hay là cho mảnh đất người ta bơm. Như cái miếng 8 triệu này này thì bây giờ bà tiếc là vì nhiều người người ta bơm là bán, sao bán rẻ thế. Nói chung là ở đâu cũng vậy thôi. Cũng có cái tình trạng như thế. Ôi, mà cần tù chín giờ lọ chê mà tu lọ tu thả lô toàn tàu. Thả lô mà thể nhiệt kia mà qua ít tỉnh mỏ nò mà lọ ít bị trao mà xì lì lọ. À, nhớ đó. Hay có mà dình nó mà nó là bếp một chế lọ. Là cần tù chín giờ tu mà thử. Nhưng mà mai hẹn mấy giờ nhỉ? Thì em tự làm việc đi. 9 giờ đi. 9 giờ anh thu xếp đồ đạc các thứ. Không, thì lên được. Chú bảo 2 hôm nữa chú về thì mình cứ 2 hôm nữa lên được. Cứ hẹn với chú đi. Hẹn với chú, vì lịch là do chú mà chú còn làm việc thì mình cũng không ép buộc và cũng không vội vàng đâu. Để có gì em alo cho hẹn. Bây giờ anh em mình xuống xem đất một tí nữa, xem khoảng 12 mét thì sao sẽ như thế nào. Ở đây mà hai liều nền ra. Một trà mà. Tôi chỉ đây này. Anh em đi xuống xem cái đất để. Xuống đường này thì còn xe nữa. Đi bộ thôi, nếu đi xe thì phải đi dưới kia lên thôi. Đi bộ thì tí nữa phải quay lên lấy xe bằng nhau. Mình cứ đi xong là lên xuống dưới đấy mình quay tiếp cũng được, không vấn đề gì đâu. Đi nhỉ. Đây là đường để lối mòn đi lên nhà của ông Dính đây. Anh em mình sẽ đi từ đây, đi lối tắt theo lối mòn này xuống với cái thửa ruộng. Thật ra thì đến thời điểm hiện tại thì anh em mình cũng cái giá đấy thì nói thật, quý khán giả cũng có thể đồng quan điểm với Tam Giác Mạch là với một món mà nó là 20 triệu tròn, nó san xong rồi, chỉ biết đào móng thôi. Và một món là phải đào móng, phải hạ ta lui, rồi là mặt đường. Đây, đường ở đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy đường ở đây này. Đấy, Trọng với Sinh chơi đang về đây. Đấy, đây. Đây là đường trong thời gian những năm tiếp theo nhé. Sẽ có kế hoạch đổ bê tông để thông ra xã Đông Minh của Tam Giác Mạch. Đây, đường các em đi xe máy đây. Đấy. Đây là đường anh em mình đi bộ xuống đến với mảnh nương này này. Thì thật ra là tất cả cũng muốn tốt và muốn tiết kiệm tiền cho Sinh chơi. Đây. Đây là cái thửa ruộng rồi. Chứ không phải anh em mình cố căn ke hay là cân đối để được ăn bớt ăn xén vài đồng đâu. Đấy là không có nhá mọi người nhá. Bởi vì cầm tiền các cô chú anh chị ủng hộ thì phải tiêu làm sao cho nó hợp lý và đỡ tốn nhất để giúp được em Sinh chơi nhiều nhất. Đây, đường đây rồi. Đó. Thế nên là chỗ này thì bà nói là bà đã đào mất 10 triệu rồi. Bây giờ anh em mình hạ xuống phải khả năng là cũng phải cỡ 10 mét, 12 mét mới đến gần mặt đường. Mà chưa biết đào xuống là được bao nhiêu mét sâu. Thì sẽ từ cái chỗ anh Tuyên đang đứng kia. Rồi chỗ anh Tuyên đang đứng đây này. Đấy. Với mảnh kia. Xong là đến khoảng 12 mét. Để chỉ đủ 12 mét thôi nhé mọi người nhé. Chứ bà không bán hơn. Chỗ này là bà đã đào hết 10 triệu. Bây giờ anh em mình... Nếu như mà múc chỗ này thì sẽ phải thuê máy xúc là xúc hết khoảng 10 triệu. 10 triệu thế này, dao động 10 đến 15 triệu nữa. Thì tôi nghĩ là sẽ hết khoảng 35 triệu. 35 triệu thì sẽ có cái nền và đây sẽ phải giật cấp. Đấy là về giá tiền là nó sẽ đắt hơn cái miếng 20 triệu rồi mọi người nhá. Đấy. Thứ hai, đấy là cái bất lợi thứ nhất là về tiền là đắt hơn rồi. Đấy. Thứ hai là
mọi người nhìn thấy đây, phân các thứ là trôi xuống đây, bởi vì trên này là ba nhà thì phân chuồng trại nó sẽ mưa là nó sẽ trôi xuống. Đấy là hai cái khó khăn mà anh em mình thấy ở trước mắt rồi. Đây Trọng ơi, cầm máy quay cho anh. Đo chiều cao à? Đo chiều cao hay đo cái gì Trọng? Không, mà cái ứng dụng của iPhone đo không chuẩn đâu. Nó chỉ là tham khảo thôi. Đấy. Đây thì chắc chắn là mùa nước thì phân sẽ trôi xuống rất nhiều. Anh công nhận không? Sẽ phải làm cái rãnh. Rãnh xong là phải làm cái rãnh từ trên trước. Một rãnh ở phía trên để nước nó trôi. Chỗ này mấy mét? 2 mét à? Không, anh em mình đến lúc đấy anh em mình mang thước nên đàng hoàng không thể no được. Bây giờ đo, anh Tuyên thử phân tích xem nào. Đo thử. Phân tích xem có những cái bất lợi gì theo anh Tuyên. Theo anh thì so với cái miếng kia nhá. Bây giờ mình phải lấy cái sự so sánh. So sánh hai miếng nhá. Có thể là cái này đắt hơn. Rồi. Cái mình nhìn thấy đầu tiên đã. Cái thứ hai là cái tali này nó cao. Thứ ba là đây là cái anh nói về cái nhược điểm trước nhá. Thì cái tali này cao này, cộng với lại cái số đất mà mình san này không biết là họ sẽ đổi đâu. Cái đấy thì khoán thì có thể là họ sẽ tự tính. Đấy. Đổ thì như ông bảo rồi, đổ ra chỗ rừng vầu kia được. Được. Thế thì sau khi mà san xong thì nguy cơ ở cái tali này nó sẽ có dấu hiệu là có khả năng là sẽ bị sạt. Trong cái thời gian sinh sống ấy, chắc chắn là sẽ bị sạt và lở. Đấy là một cái khá là nguy hiểm. Còn so với cái miếng bên kia thì nó lại miếng bên kia nó lại xa đường. Và như em Xính đã nói thì hàng xóm nó hơi khó tính. Cho nên là với lại nó có cái nhược điểm này vậy. Nhưng mà cái ưu điểm mà ở cái chỗ miếng đất này thì là cái đường này nó rất là thuận tiện. Và sau này khi mà em Xính về ở đây thì cái nước, cái đường nước ấy là sẽ nhờ từ nhà ông xuống đây. Đấy là một cái tiện thứ hai. Ở đâu cũng vậy thôi, cần có nước. Đấy là những cái ưu nhược điểm của hai cái miếng để so sánh với nhau thì mình thấy là cái miếng này cái nào nó cũng có cái lợi và cái hại. Có lẽ là sẽ có khán giả là sao thằng Hiệp với thằng Tuyên lan man dài dòng thế mà không chốt được cái miếng đất. Sẽ có người nói như vậy. Tuy nhiên anh em mình phải tâm sự bởi vì là bây giờ sẽ có những cái ưu nhược điểm như anh Tuyên đã nói rồi. Cái lớn nhất mình nhìn thấy là cái giá tiền nó sẽ chênh 15 triệu, ít nhất là 15 triệu để có được mặt bằng. Đấy, 15 triệu đấy thì làm được rất nhiều thứ cho thanh niên này rồi, mua được con bò rồi. Thứ hai là sống ấy, để mà nói sống ấy thì 2-3 nhà trên này cái phân chuồng chắc chắn mùa mưa nó sẽ trôi hết xuống nhà em. Đấy là đây, nhìn thực tế đấy này. Nhà này có phải tưới rau đâu, có phải tưới bằng phân đâu, nó trôi hết xuống đây rồi. Cái rau cải này còn già lắm rồi đấy, coi là nó phân nhiều. Tốt. Phân gần như là phân toàn bộ cái này là phân chuồng. Thứ ba là thế này. Đó là cái talui. Talui ở đây thì nó sẽ cao hơn cái talui mà của nhà ông Thúy này này, ông bố bảo này này. Nếu mà san đúng không? Nếu mà san, bởi vì nền nhà Xính sẽ phải thấp hơn so với nhà ông kia 2 mét, bởi vì đường này nó là dốc xuống. Ít nhất phải thấp tầm 1,5 đến 2 mét nữa, tức nghĩa là talui này sẽ cao hơn. Và để giật cấp thì phải tầm 2 cấp thì mới có thể ổn được. Đây nó mới đào thôi chứ mấy nữa mưa nó lại lún xuống thì nó đấy là ba cái nhược điểm lớn nhất. Còn mặt đường ấy thì nói thật là mặt đường ở đâu thì cũng như nhau thôi. Cái dưới đấy cũng là mặt đường, thậm chí là ô tô lùi đít một phát là vào nhà rồi. Ở đây bây giờ đào xuống thì thậm chí là còn không có đường xe máy vào nhà. Bởi vì là bây giờ đường xe máy vào thì phải hạ. Mà hạ bằng mặt đường thì sau này nó không được. Thì anh em mình tâm sự như thế để mọi người có cái nhìn khách quan giống như anh em mình. Còn Tao Giống Mạch cũng nói thẳng luôn là Tao Giống Mạch đã nhắm đến miếng đất 20 triệu rồi. Thì ở đấy thì chỉ cần đào móng thôi là đặt gạch rồi. Mà giá thì vỏn vẹn là 20 triệu. Tuy nhiên thì không phải làm gì nữa. Còn điện thì thanh niên này cầm hộ khẩu lên là kéo điện từ đây luôn, điện mạnh luôn.
Nước thì có thể là kéo từ ông đi cũng không vấn đề gì. 15 triệu so với miếng này thì mình bỏ ra 5 triệu mình kéo nước đi. Còn 10 triệu mình làm cái khác rất ngon lành. Thì anh em mình sẽ cụ thể cái miếng đất đấy. Bởi vì miếng đất đấy là nó liên quan đến bố con không đồng nhất cái tiếng nói. Dù biên bản đã ký từ hai xóm, công an viên, trưởng thôn và hai chủ đất cũ và mới đã ký rồi. Tuy nhiên thì bây giờ con trai lớn đâm ra là chưa hiểu chuyện cũng như là chưa có tiếng nói chung. Thì video này anh em mình lại thời lượng không đủ để chia sẻ. Thì trước mắt hôm nay là có một sự thay đổi ý khá là sốc từ vị trí bà của em Xính. Từ ban đầu là cho bao nhiêu thì cho lên đến 40 triệu. Sau đó là anh em mình tâm sự và gọi điện cho chú thì mặc cả được là xuống 20 triệu. Thì 20 triệu thì nó còn 20 triệu kèm với san nền và những khó khăn anh em mình đã kể. So với một miếng đất mà 20 triệu không có cái khó khăn gì. Thì chắc chắn là mọi người cũng đồng quan điểm với Tam Giác Mạch thôi. Thì anh em mình sẽ tiếp tục quay xe phát nữa. Chắc có lẽ là về thế đấy, bởi vì là so với so sánh với hai miếng đất thì quý vị khán giả xem thì cũng sẽ hiểu cho anh em mình cũng rất là vất vả. Khi mà anh em mình lên với ông bà thì mình cũng mang một cái tâm trí là đến để lấy được. Không sẽ được cái miếng đất này, bởi vì là theo như lời chia sẻ của em Xính là đã chắc ăn lắm rồi, là chắc ông cho rồi. Ông cho rồi là không phải suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì các bác biết đấy, một cái sự thất vọng chả chê, một cái lời nói của bà nói ra làm cho anh em bất ngờ. Không thể nào mà nói được những lời thứ hai nữa. Thật sự là như thế. Cho nên thì có lẽ là anh em mình sẽ phải cân nhắc thật kỹ. Bởi vì là so sánh hai miếng đất thì không, về cái thuận lợi nó không khác nhau là mấy. Thứ nhất là mình là người cầm tiền rồi thì chắc chắn là mình sẽ là chủ động. Là người quyết định mua miếng nó rẻ nhất. Ví dụ mà mua miếng 20 triệu, 20 triệu dư còn lại sau này làm nhà xong, mua bò các thứ xong còn dư nữa thì có thể hỗ trợ em Xính một cái xe để em ấy có thể đi làm. Đúng rồi. Đấy, đấy là anh em mình tính còn như thế. Phải đi kiếm sống để nuôi mẹ chứ, làm sao được chưa? Anh hỗ trợ bọn em à? Hỗ trợ em suốt được. Rất là cảm ơn ông bà vì những cái giúp đỡ như vậy. Tuy nhiên thì anh em mình xin phép dừng cái video thôi. Mọi người cùng trao đổi ở phía dưới comment nhé. Có gì thì góp ý hoặc là cứ trao đổi phía dưới comment để tất cả khán giả đều lắng nghe được những cái góp ý của mọi người và nó khách quan hơn. Anh em mình thì không thể nhanh mà cũng không thể chậm. Bởi vì bây giờ là sẽ có rất là nhiều luồng ý kiến khác nhau. Tuy nhiên thì Xính nhá, em là người hiểu nhất nên là bọn anh sẽ cố gắng. Đấy. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.